Nguyễn Long Tây mến chào bà con. Thì hôm gài em có ra một số video á, thì thấy bà con mình cũng khá là quan tâm. Thì hôm nay em quay lại cho bà con mình tham khảo cái vườn mít tơ của nhà em. Đó thì mít này trồng là được tháng 20 ngày nha bà con. Đó thì hôm gài có một số bà con mình hỏi cái giai đoạn mà mít tơ á, thì bà con mình xả phân như thế nào. Đó thì em làm sao thì em chia sẻ cho bà con mình vậy thôi. Tại vì em thấy nó mít tơ rồi bà con, nó tương đối là nó ok rồi nè. Đó thì của em trồng khi mà em xuống giống á, thì cái bò nó lên con khúc rồi bà con ơi, lên tầm khoảng chưa chưa được một tấc nha. Đó thì tới giai đoạn hiện tại là được một tháng 20 ngày á, là cái cây của mình nó em thấy nó tương đối là nó phát triển là khá là ok đó. Đó thì hổm gài bà con mình cũng quan tâm, nó hỏi về vấn đề mà phân thuốc mà đi chia sẻ cho cây mít tơ bà con. Thì sẵn hôm nay thì em chia sẻ cho bà con mình coi tham khảo luôn. Đó thì cái giai đoạn mít tơ này bà con, thì tùy theo cái trường hợp của bà con mình xài, tùy theo cái dùng đất nữa, nhưng mà hiện tại của em ở đây á, thì em sử dụng DB đó. Thường thường của em đây thì 100 cây thì mình xài 1 kg DB thôi. Đó, giai đoạn này là giai đoạn 1 tháng 20 ngày nha bà con. Đó thì 1 kg DB cho 100 cây thì mình chia tỷ lệ ra là 3:1, 3:1 0,5. Đó thì em xài DB với phân lạnh cộng với là humic. Đó thì 3 kg DB em xài cho 300 cây cộng với 1 kg phân lạnh, đó cộng với nửa ký humic. Đó thì hiện tại thì em đang sử dụng như thế, thì bà con mình có thể là coi tham khảo luôn. Đó thì nói chung giai đoạn này mà mình thấy cái cây của mình nó phóng đọt bà con, phóng đọt cao, với lại cái tàn của nó là bữa nay là có tàn hết rồi. Đó thì bà con mình có thể là coi tham khảo luôn. Tại không gài ra cái vườn mà mít đang để trái bà con, thì bà con mình cũng khá là quan tâm hỏi này kia đồ vấn đề kỹ thuật phân thuốc bà con. Đó thì em hôm nay thì em chia sẻ luôn. Hồi ôi cây đó lực kìa, nói chung cái tàn này là mình tháng 20 ngày mà cái tàn cái này là bà con mình thấy là tương đối là nó ổn rồi đó. Đó thì cái cây của mình nói chung là mình trồng là phải có hao hụt nha bà con. Còn cái khi mà mình cái kỹ thuật mà khi mà trồng đó bà con, thì mình xử lý nói chung là trước tiên đó là khi mà mình lên liếp thì bà con mình xử lý vôi rồi đó. Cái đó vấn đề đó là khá là quan trọng rồi, tại mình xử lý vôi cho nó hao phèn, rồi mình phơi đất khi nào mà đất nó thấy nó hết cái lượng vôi đó bắt đầu mình tiến hành mình trồng thôi. Em trồng thì khi mà mình trồng đó con, thì em cũng có bón lót đó. Ở dưới thì em bón phân hữu cơ đó. Rồi mình một lớp xơ dừa đó, lớp hữu cơ một lớp xơ dừa đó, thì em tiến hành mình trồng thôi. Nhưng mà đến giai đoạn này là 1 tháng 20 ngày em thấy nó cũng tương đối là nó im rồi đó. Ồ quá trời đã. Nói chung thì cây của mình thì nó trồng lúc nào cũng vậy bà con ơi, nó không có đều, nó cũng phải có tình trạng mà lọt sọt. Đó thì hổm gài thấy bà con mình cũng quan tâm, thì em cũng chia sẻ cho bà con mình đó. Thì nếu mà bà con mình có công á, thì bà con mình nên đắp mô như vậy đó. Trước tiên thì bà con đắp mô nhỏ nhỏ thôi, này của ông chú ông đắp nó hơi bự rồi đó, thì bà con đắp nhỏ nhỏ thôi để cho cái thứ nhất là mình ấm chân đó bà con, là cho cái cây của mình nó vững. Thứ hai nữa là cái rễ mình nó ăn lên nó phát triển, bộ rễ mạnh lắm thì cái cây của mình nó mau phát thôi. Rồi bữa nay rồi thì hôm nay em chia sẻ cho con mình tham quan cái vườn mít tơ này thôi, tại vì cái vườn này thì em đang trong giai đoạn mà mình nuôi cây mà. Đó thì nếu bà con mình quan tâm thì em sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn để cho bà con mình tham khảo luôn. Đó thì bà con nào mà mới vô xem kênh thì bà con nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để em ra những video sau thì bà con mình tiện cái phần cập nhật luôn để mình tham khảo. Thì nói chung làm vườn với nhau thì mình cố gắng chia sẻ, mình trao đổi với nhau để mình làm cùng phát triển thôi bà con ơi. Rồi thì em nếu bà con mình quan tâm thì để lại bình luận ở dưới video nha bà con, thì em sẽ cố gắng chia sẻ cập nhật để cho bà con mình tiện cái phần tham khảo luôn. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây nha bà con. Rồi, mến chào bà con. Chúc bà con một ngày tốt lành.